bên đó thì là ăn giá không được, còn một bên để ngày mai coi làm sao, coi người ta báo làm sao. Bữa giờ em có mua đồ không? Có ai ship trở lại chở em được không? Ủa sao lai vậy mấy người ơi? Hôm qua còn sáng không mà được không? Sáng cũng đẹp lắm á. Xám nha, lấy xám chút xám cho em 50.000 bộ đồ rất là đẹp luôn. Trời ơi mấy ơi, chất không gân nha, quần dài có 50 thôi, ai lấy trước thì em bộ xám nè. Đó là nhìn nè, quá đẹp. Xám 50, chất đẹp nha mọi người ơi, có 50 nha à. 55kg loại vừa, không gân co giãn nhiều. Em xả ra tại vì store mấy cái đơn này á, từ trước lúc mà chưa có giãn cách luôn á, là cũng không thấy khách ghé nữa, nhắn hoài cũng thấy ghé nữa, giờ em xả luôn. Ủa cái áo len đẹp nữa rồi ơi, áo len lông nha, cái này em có một cái mặc siêu đẹp luôn. Form này là form giấu quần giùm em, xe cho mọi người 35.000. À, lấy len xám, chút len xám cho mềm lắm luôn á, đã cực kỳ nha. Hai len xám 35.000, len xám 35, len cho quần mai. Ở đây quần ngố nè mấy chị, quần ngố này em bán không biết bao nhiêu cái nữa mà để hoài luôn á, nay xả cho mọi người như vậy ta. 20.000 một quần, quần ngố nha, quần ngố chất đẹp lắm luôn á. 20.000 ai lấy quần ngố chứ quần ngố gì em, hôm qua khách kiếm quá trời mà em chưa có mở, chưa có soạn ra, chưa có soạn mấy cái đơn này ra. Ủa chị nhắn tin đâu giờ, em tìm hoài không thấy chị Ngọc Thảo. Chị nhắn bên nào vậy? Có gì chị cô ba bên. Có cho Hồng Hà. Hết nè. Có hai cái. Rồi bộ đồ nam đẹp nha, bộ đồ nam mình size to nè, size này 2XL luôn,
ba d ấy ha, mặc thoải mái lắm. Bên nào vậy chị, nhắn bên trang bay hay là bên Facebook vậy? Hồi chiều giờ em tìm không thấy. Siêu to khổng lồ giùm em, 2XL đó, xe cho mọi người 45.000, bộ 2X luôn nha, 45k. Bộ này hỏi mình đi 75 luôn nè, có dây kéo rất là đẹp. Ai lấy bộ nam, chúc bộ nam giùm em, 2XL siêu bự. Thank you.
bu zip trắng đẹp quá mọi người. Chốt bu zip hàng này là hàng 105 lận á. Sale luôn cho mấy chị 50 nè. Ai lấy đầm chút đầm giùm em đầm trắng. Đầm trắng 50. Rồi nha, đơn kia đi báo là đi rồi. Ngố nha, ai lấy đi chốt. Ghi vô vô nè chứ hả. Họ hỏi thế nào cũng đeo quần ngố nữa rồi. Tại vì cái đơn, mấy cái đơn này khách đặt để ngoài. À thôi để em chụp lên. Điện thoại này chụp không sao trời. Gỗ Phương ơi. Ồ cái áo sơ mi đẹp quá. Sơ mi sọc cargo 20k cho mấy chị luôn. Đơn hôm qua là đi rồi. Tại vì em dồn hai like rồi đó mọi người. Đây sơ mi siêu đẹp nha. Chất dày 20. Sơ mi cái ngọc đẹp. Kỳ 75.000 lận á. Ôi đẹp quá vậy. Đây xả luôn cho mấy chị 45.000. Lỗ 30.000 luôn. Ai quần ngố này nè. Ngố này tới 75 lận á. Xem đây cho mấy chị 45. Ai lấy ngố chút ngố nè. Body thun đẹp lắm nè, mua mãi nhà được cái mấy chị mát là 20. Nhắn bên nào cũng được hết trơn, giờ on hết luôn á. Hai nít on hết luôn. Đây body nha, body thun mát nha mấy chị, 20.000. Mua về để mặc đi ngủ. Đam cho chị với anh. Cái này dồn hay là đơn mới chị yêu? Dồn đơn cũ luôn hay là để đơn mới? Cái áo này đẹp nữa bà ơi, cái áo này hổm hết nè. Áo
giống như 20 luôn. Mắc cười quá, ta có bán đâu. Bữa giờ có bán đâu mà tặng quà nhỏ này. Thì có hai thứ, nghĩ biết mà lâu. Áo ba lỗ 20 luôn. Chỗ đẹp quá, 35.000. Bộ này không 65. Bộ lanh đùi. Dạ ok chị. Ủa cái mà này mặc lên đẹp lắm á mấy chị yêu ơi. Đùi mẹ cho Yến 35. Thank you.
chất chất này giống xô quá mọi người, giống chất xô quá. Xô mi này 20 nha, ai lấy xô mi xanh cho em. Em con rộng cái này mấy chị mặc với quần ngố nào đẹp lắm, chân váy nó cũng được, quần dài. Xô mi 20 ai lấy cho em. Em xô mi xanh ngọc 20k. Lắm. Đó chị nhìn thấy không? Nó gũ đẹp lắm.
50.000. Cái này là mình mặc cũng được, cho mẹ mặc cũng được.
con ra đặt không à, để đó không à. Nãy giờ em xả với chắc được cả chục cái quần ngố rồi đó. Đây một cái áo thun Quảng Châu 20 luôn. Áo thun Quảng Châu đó 20.000. À lấy áo chút áo giùm em. Nhỏ này khách quen thì mỹ thân nào mình lấy áo áo em mua này của Úc Hương. Ra giùm em 10.000. Áo bờ ra 10.000.
Buổi tối rồi đó, ấm
bay lông luôn á. Cái áo dây cúc ngực này đẹp nè mấy chị, hết đang hồng tư gọi chút rồi á. Đồ của em không có giữ đơn hả? Bây giờ chỗ của chị đâu, chị thấy bình thường mà. Đây cái áo dây cúc ngực này đẹp lắm nè mấy chị, sale luôn nha bạn, 25.000, còn màu đỏ với màu vàng đẹp lắm, tính để dành lại luôn á chứ không có định bán nè. Ai có mút được sẵn nha, 25.000 cái. Em tính ghé lấy hay vậy? Em mãi nấu đi ra ngoài được đâu. Đây áo trắng này, áo trắng chéo gút 10.000 cái luôn. Bây giờ không gửi được mà cũng không có chuyển khoản được rồi sao giờ. Trắng gút 10.000 cái. Chị Quỳnh My. Ủa
Đừng hối tụi nữa đi, xong mà tao cứ nói liền. Tao cũng muốn gửi chứ bọn mà tại vì nó kẹt rồi sao giờ. Đây, hỏi em có đặt cài nè, cái ưng quá mua thêm về. Đã chi là giống chị 35 ngàn một cây. Là giá vốn luôn á. Đẹp lắm nha. Cái này là giống cây em đang cài nè. Mà cái này là bằng nhung. Nhung đẹp lắm. Có màu cam nữa nè. Rồi cái này là cái bính. Cái bính giống em cài hôm qua. Hello mẹ. Cái này là cái bính giống em cài hôm qua nè. Cái này giống em đang cài. Bính là có đỏ đô. Bính đen mới có đỏ đô ha. 35 ngàn rẻ hơn người ta bán nhiều luôn á. Đây. Ủa cái màu này, ý màu này là cam đốc chứ. Bính đen hả? Bính đen ha. Ok, hồng tươi nè. Bính cam thì chị Nguyễn Hoàng Anh. Ủa, ở đây. Cái này là cái đầm body good. Ở cái này cũng năm nay hả? Năm nay con gọng nhiều nữa. Chắc cỡ 52kg đô lại. Đen luôn á.
với trên L. Về cầm cái chất lên đẹp lắm, đặt thoải mái cực kỳ luôn. Trời.
đi kiếm tiền rồi. Còn mà cũng lò ít thêm lò luôn nha. Ai lấy chứ em đẹp lắm rồi bà. Ai bộ nam nè quý anh, bộ nam đẹp quá nè. 59 nghìn. Có cái đen ý trên lò này đẹp quá nè, 59 ngàn luôn.
bộ đen đát ý là em hết size lớn rồi chị yêu ơi, là V là em còn M không. Ai còn bộ nha, bộ đát này là ít L. Đen ít L này cho Ngọc Thư luôn. Mấy bộ đó xả cũng tắt dạ hồng nó chiếu luôn. Đâu có còn này. Bộ trắng này là ít lò nè, trắng nên hơi có mặt nghe, bán rẻ cho mấy chị 40 luôn. Không, 2x lần, trắng này tới 2x lò luôn. Đây, trắng 2x 59.000. Trắng có bao 2x lò 40.000. Giải thun mát lắm. Trắng này cho hết rồi chị Dương Ngọc ơi. Thank you.
chị Như ấy làm thầy một cái.
mấy chị áo jean 100 mấy nè. Ai cái áo jean phông rộng 100 mấy bữa hổm nè. Ai sale luôn cho chị 70 ngàn. Thôi bị đẹp luôn á. Ok, lấy hết 3 cái luôn đi. Còn chừa lại 1 cái nữa. Ờ đúng rồi, đông qua gọi đi rồi. Thôi chị trước rồi mà. Tay áo jean nha. Cái này về mặt với quần ngố đồ đẹp lắm. Hàng này 135 lần á. Nào lấy cái xả cho mấy chị có chục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dương. Rồi hết. Đó, có một bộ mà xanh đen này là kiểu khác nha, 80 giùm em đi. Rồi bộ này em nhập 100 mấy. Ok em hết rồi trời. Bộ này đi, bộ xanh này đẹp nè, xanh 80 em, lấy xanh giúp xanh giùm em đi. Trời ơi nó đẹp kìa. Xanh như chị Nhi. Không bộ mọc luôn. Ok
này thun lạnh mát lắm, 35 luôn đi. Bộ beo hồng 35k. Bộ beo hồng 35. Bộ này cho chị Nhi. Hai cái quần đùi này mặc nhẹ dễ thương nè các bạn, 15.000 luôn. Quần đùi mặc nhẹ có túi nha, 15.000. Ai lấy đùi chút đùi giùm em. Đây em còn nguyên cây đồ bộ này đẹp quá mà giá giá cao. Quần này cho du nè. Em hết rồi chị yêu ơi, còn có một cái. Cái bộ này nó đẹp, bộ Quảng Châu nha mấy chị. Nữa bộ Quảng Châu bút bao gì, em có màu xám nè, màu đen nè, xám đen với trắng, xám đen với trắng nha. Rồi 80.000. 80 giùm em. Em bán vốn luôn á, tại bộ này em nhập hồi hổm tới giờ rồi. Quá đẹp luôn á. Ai bộ đen nè. Ai lấy đen chút đen giùm em. Bút có gì. Form 60kg lại vừa. 80k. Chạy chữ này chữ in cái gì á, bộ màu trắng đẹp ghê. Bộ màu trắng sang quá. 80k. Hai cái bộ form rộng này dễ thương nè mấy chị. À, bộ đáp rộng 45.000. Bộ sáng cho hồng tươi. Mà hồng tươi em lấy xám gấu hay là xám chữ chứ? Có xám gấu với xám chữ nè, em lấy bộ dèm cũng. Em lấy xám gấu đi nha, xám gấu hình sọc luôn á. Dèm cho 45 bán chị 40 luôn. Ok, xám chữ. Tiền rồi đó, em có ghi là không nhận giữ hàng đó.
đây cho lấy cái đây cho con. Để nữa cho em đi Đà Lạt nha. Ok chị yêu. Cái xếp lụa đẹp cái gì, xếp lụa satin nè, thấy cưng quá trời luôn mấy chị yêu ơi. Ai mà thích mà sang sang rồi quốc cho em 50 luôn. Ủa xếp này hồi nào mà không hay luôn á. Ủa chị ở đâu bây giờ, chị ở đâu rồi? Xếp lụa 50 chị đi. Chị ơi, sao comment chậm quá vậy? Xếp đen em khó thấy giờ. À đúng rồi, chị chỉ em đi rồi. Rồi em kêu shipper xếp đi chị. Ê, áo đá nè, mấy chị yêu ơi. Áo đá đẹp nè, 25.000. Áo đá đẹp trai, mua cho mẹ liền. Ôi, giống hệt cái nãy nè. Mai nhắn em đi, mai em soạn hàng rồi nhắn em. Áo đá đây, hai cái luôn đi chị, còn hai cái nè, hai cái hai kiểu. Đó, quá đẹp, hàng xịn luôn á. Ok chị, hai cái.
nhà 39.000. Có màu đỏ với màu xanh. Bộ đồ mặc nhà 39.000. Đỏ với xanh nha chị. Không mày đẹp lắm mà không dẻo. Luôn 59.000. Ờ đúng rồi.
bởi vì khách không có nhiều, không có đông người coi, nhưng mà đa số là mua. Ai chốt đẹp lắm bọn em ấy, là gì 59.000. Chị đang cài là 35.000 á anh.
Cái này em mà mua của người ta bán chắc cũng 65 nghìn á. Vài bữa nữa mới đặt mấy cái cài tai thở nữa. Để chị hỏi coi. Nó bây giờ nó ở đâu rồi? Một cam một đen. Đây, áo nam này là size XL nha, hàng này hàng cao cấp hỏi nhập tới 55 ngàn lận á. Nay em xem luôn cho mấy chị nè, áo nam 40 size XL 40k rất là đẹp nha. Thank you.
giống mua M luôn á. Nó còn không được nữa kìa. Đây, cái đầm này là đầm của Mai Phương Bùi. Để lên màu hồng cho dễ coi. Đây, đầm của Mai Phương Bùi rất là dễ hơn luôn. Có màu trắng với màu hồng, bữa em nhập 85 rồi. Nên em sale luôn cho mấy chị là 55.000. Rẻ à, hình như chị chỉ coi của em mình như 20 mấy ngàn hả? Út ship ngoài là cỡ 40-50 ngàn nữa á. Bữa giờ chị mua đồ ăn là 40 ngàn phí ship mỗi ngày luôn á. Đây đầm Mai Phương Bùi nha, Baby Doll, quá dễ thương luôn, trắng với hồng. Để nói nhiêu quên rồi, họ bán 50 luôn. Trắng với hồng, ai lấy chốt này. Lấy màu gì chị? Có trắng với có hồng, lấy màu nào? Babydoll Bell 30k. À lấy trước mẹ em áo nữa hả? Có áo gì không? Mẹ áo dây hộp sò kiếm xa nè. Áo dây 20, à lấy dây chút dây. Dây nung 20. Còn cái 10.000. Dây lụa 10k còn một cái. Dây lụa còn cái 10.000. Lụa luôn ok chị, mình nhét vô mình cho này. Hết rồi, tới phạm thì vô mà hết.
kiểu hôm qua là mấy chị còn sót gái là 20 giùm em. Rút dây hai bên được. Trắng kiểu 20k. À lấy trắng kiểu chứ em này giống như mình mặc một cái áo ba lỗ trong á. Rồi.
Rồi bye bye em nghỉ nha. Bye bye, mang chút đơn. Đừng hối em nha, chưa chưa chịu chịu mấy chút sao.